Nhưng mà rồi, làm sao để mình rung được chúng ta đây nè ha. Hằng ơi, dạ. Đừng cho rung nhiều. Ba chị thấy như mấy cô, thấy người lớn rồi là ba chị lịch sự quá, thì ba chị không sao hết chị. Không, ba em lịch sự quá, ai ông kêu một ông bà. Cho con xin ly nước bắp của em đi. Dạ. Cho con xin ly nước bắp của em. Nào, thiếu gì. Rồi thầy giao cho em đi xấu đẹp gì cũng được hết. Đẹp, nhưng mà đừng giết. Thầy nhớ giữ vậy đó ha. Nó phóng như là cái hồi đó là cái lúc lúc sợ mày cũng cái hồi đó mà là làm con gái đấy bánh cua à, bé sao cái ý của ba chị là cứ hai con lớn ông gặp bạn của mình ông kêu bà hết á, hiểu chưa? Em cũng lên chức bà rồi chứ, chứ còn em là nhí không có nhí. Nhiều khi ông lịch sự quá đáng cái thấy nó xa cách lắm, hiểu không? Cái này là gọi là nói câu đó sao không còn quá. Nước mắm chanh này em pha ngon lắm nè chị Dung. Nước mắm chanh này là ở nhà pha chấm với tương à. Nước mắm nó ăn với cái gì cũng được hết à. Nước mắm ở nhà pha phải không? Dạ. Cái này đây đó. Happy New Year! Happy New Year! Đây vào đâu? Vào đây. Ê chị. Vào vào đây. Ê không. Thầy liền đang kìa. Thầy liền. Không. Thầy mong tái thầy liền vậy kìa. Hay đi sôi đi sôi đi sôi. Sôi qua sang về chỗ khác để cho thầy. Chắc là bận quá, anh không nói với chị. Em có gọi chị. Hello. Rồi. Đúng đó.
thầy. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là Long. Dạ. Anh quay lên đứng sân này. Có đó bà xã, anh là chắc anh cũng là bạn của anh Liệt kia trẻ hả? Bạn Hồng. Ồ, bạn học cùng lớp. Ồ, trời. Cùng lớp trung học chứ không phải trung học. Chắc chắn là mời anh Long lên ngồi gần chỗ anh Liệt đi. Mời anh lên đến trên đầu vậy là gần vậy đây này. Đó, thế là có thể bán kia kìa được. Rồi, mission completed. Oh, thank you very much. Ăn đi anh thì ở đi ăn gì? Mình lại gặp được có sao xem được nhé. Thầy Kim đến đây. Ôi, thầy Kim. Ố, ố, thầy Kim. Thầy Kim. Cô, thầy Khiêm với lại thầy gì mới tới, hai thầy đó chưa có đồ ăn. Thầy Khiêm có rồi, bác Khiêm cũng nha. Bố đi đến thầy Trại, thầy Trại thầy ngồi trong góc nhắc rồi. Cô nha. Dạ, dạ. Mai. Đáng lý em làm nhưng mà em bị canh cái này rồi. Tổ chức cho nên là chỗ ngồi nó không có được thoải mái và cũng không có dám phổ biến rộng rãi để cho các học sinh tham dự đông đủ. Thầy Liễn để chúc Tết quý cụ và quý vị, tôi xin thay mặt nhóm tổ chức nhân dịp Tết Giáp Ngọ kính chúc quý vị một năm tràn đầy sức khỏe, mọi sự may mắn và thành đạt. Xin giữ lời. Thầy Liễn và Hiền Thê là giáo sư Lâm Thanh Thủy. Thu Thủy. Tôi say rồi.
À, dù sao chăng nữa, đây là tỏ một cái tấm lòng rất là quý báu. Vì quý vị trong những ngày Tết bận rộn với gia đình mà đã đến đây để họp mặt cùng với chúng tôi, thì thật là một cái sự ân ái của quý vị dành riêng cho chúng tôi. Mà có lẽ rằng sẽ không bao giờ chúng tôi quên được cái ngày hôm nay. Phải nói chúng tôi vô cùng xúc động và muốn. Thì quý vị đã thấy rằng trong cái đoàn diễn hành của người thượng đó, thì chính vợ chồng chúng tôi cũng mặc lúc đi đó là không có cái ý nghĩ để mà ta tham dự vào cái buổi diễn hành đó. Nhưng mà đến đây thì chúng tôi cũng tham dự vào cái buổi diễn hành đó. Và chúng tôi thấy rằng nếu mà những năm sau đó thì tôi nghĩ rằng là cái buổi diễn hành đó sẽ thành công hơn. Là vì sẽ cái người tham dự rất là đẹp nhưng mà nó ít quá. Rồi biết bao nhiêu những cái dụng cụ của người thượng mà mình không có mang ra để mà mình nói lên được cái đặc thù của nó. À, thì cái đó là cái điều rất là tiếc. À, đã tỏ ra một tấm lòng với chúng tôi mà chúng tôi không bao giờ quên được. À, nhưng mà cũng như anh Thiệp có nói là cái chỗ này nó quá chật hòa hẹp. Thì tôi có nói rằng là đông thôi thì mình cứ đứng sum họp lại với nhau nó càng vui. Mà nói chuyện nó càng có vẻ gần gũi hơn. Chứ nếu mà chỗ khác thì nó loãng quá, ví dụ vậy. À, thì tôi thấy rằng là hôm nay thật là ấm cúng. À, đúng là một cái ngày Tết, một cái mùa xuân. À, mà tất cả những gương mặt các anh, các chị ở đây đều là rất là vui vẻ. À, vì chúng tôi phải nói rằng chúng tôi vô cùng rất là xúc động với cái cảm tình của quý vị dành cho chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý cụ, thầy cô cũng như là anh chị em đến đây để mà chúng ta đứng sát lại gần nhau. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. Thu Hằng nữa nghe, Thu Hằng đâu rồi? Đúng rồi. Em hôm nay em cũng thiếu sót là cái người. Cái người.